Mbappe không bàn cúi đầu rời Euro, cái giá của sự ngạo mạn, đừng mơ bóng vàng. Mbappe vừa trải qua giải đấu lớn tồi tệ nhất trong sự nghiệp của mình. Sau 5 năm khoác áo đội tuyển quốc gia Pháp, ở giải đấu mà anh được kỳ vọng sẽ trở thành ngôi sao sáng giá nhất, cái cách ngôi sao của đội tuyển Pháp rời cuộc chơi thật đáng thất vọng. Mbappe và màn trình diễn dở tệ. Mbappe được bình chọn là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất World Cup 2018. Tại giải đấu trên đất Nga cách đây 3 năm, ngôi sao trẻ của đội tuyển Pháp thi đấu chói sáng với 4 bàn thắng, góp phần quan trọng vào chức vô địch thế giới lần thứ 2 lịch sử bóng đá Pháp. Trong 3 năm qua, Mbappe có những bước phát triển đáng khen ngợi. Champions League 2019-20, tiền đạo trẻ này tỏa sáng rực rỡ, giúp PSG lần đầu tiên đi đến chung kết giải đấu số 1 châu Âu. Đến mùa 2020-2021, Mbappe vẫn duy trì sự ổn định trong lối chơi giúp PSG vượt qua đương kim vô địch Bayern Munich và chỉ chịu dừng chân ở bán kết. Toàn bộ 3 mùa giải kể từ World Cup 2018 đến nay, Mbappe đều ẵm danh hiệu vua phá lưới giải vô địch quốc gia Pháp Ligue 1. Được kỳ vọng sẽ trở thành siêu sao thế hệ tiếp theo của thế giới bóng đá, Mbappe bắt đầu hành trình Euro 2020 với những kỳ vọng lớn lao. Thế nhưng, ngay cả khi trải qua những cơn ác mộng ghê gớm nhất, cậu bé vàng 2017 cũng không mường tượng được mình sẽ trải qua giải đấu theo cách tồi tệ đến thế. Đá chính và trọn vẹn toàn bộ trận đấu cùng đội tuyển Pháp tại Euro 2020 với 360 phút thi đấu chính thức cùng 30 phút hiệp phụ chưa kể bù giờ. Nhưng dấu ấn của Kylian Mbappe chỉ là một đường kiến tạo để Karim Benzema gỡ hòa 1-1 trong trận đấu với Thụy Sĩ. Nhưng đây lại là ngôi sao 22 tuổi này thi đấu vô cùng tồi tệ. Không những thịt ngòi suốt 120 phút thi đấu, Mbappe còn là người trực tiếp đá bay tấm vé vào tứ kết của đội tuyển Pháp. Với cú đá penalty hỏng ở lượt đá thứ 5, trước thời điểm Mbappe thực hiện cú đá, sự căng cứng về mặt tâm lý là điều mà cầu thủ trẻ này đã thể hiện. Và rồi, bi kịch ập đến với Mbappe cũng như đội tuyển Pháp khi cú đá của anh quá hiền và không thắng được thủ môn Ramon. Cái giá của sự ngạo mạn. Những dấu hiệu về một vòng chung kết Euro 2020 thất bại với Kylian Mbappe đến ngay từ khi nó chưa bắt đầu. Vụ lùm xùm với Oliver Giroud đã ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý thi đấu của cầu thủ trẻ này. Theo báo chí Pháp, sau khi bị Giroud ám chỉ là kẻ ích kỷ, Mbappe đã nổi giận đùng đùng. Khi đó, Mbappe thậm chí đòi đội tuyển Pháp phải tổ chức họp báo bất chấp những nỗ lực hàn gắn đến từ phía Giroud. Tờ Espiegel khẳng định Mbappe đã thi đấu với tâm thế siêu sao và nỗi bực dọc trong suốt giải đấu. Và khi những trận đấu qua đi mà cầu thủ trẻ này không ghi được bàn thắng, sự sốt ruột tâm lý nóng vội lại càng khiến anh chơi tệ. Ngoài ra, một phần lý do khiến Mbappe trở nên ích kỷ là bởi sự hiện diện của Benzema. Ngôi sao trẻ này không muốn ánh hào quang của anh bị một cựu binh che mờ, đặc biệt sau khi thông tin về Benzema đấn át cả quá trình chuẩn bị của Les Bleus. Nhưng đó chính là sai lầm chí mạng ở cầu thủ trẻ khoác áo số 10 của đội tuyển Pháp. Thất bại ở hành trình Euro 2020, đánh mất chức vô địch Ligue 1, dừng chân ở bán kết Champions League. Mọi thứ đều đang chống lại Mbappe. Và với những gì xảy ra trong suốt mùa giải 2020-21 cũng như hành trình Euro 2020, cơ hội để Mbappe cạnh tranh quả bóng vàng gần như bằng không.